kiểu đào tạo từ xa rất là bổ ích. Và bản thân tôi trong quá trình soạn bài cũng đã học, tự học lại được rất nhiều điều. Thì ban tổ chức cũng đã giao nhiều cái bài mang tính chất khá là hàn lâm và cũng lâu rồi không học. Bây giờ thì nhân cái vụ này thì học lại, thì chúng ta cũng cùng xem lại. Tôi có thời gian 20 phút cho nên là chúng ta sẽ cưỡi ngựa, không phải cưỡi tên lửa, xem hoa. Cái chủ đề có lẽ là cái này chỉ cần nói lại, chúng ta cũng hầu hết cũng đã hiểu. Ở chỗ nào mà chúng ta thấy nó không hiểu lắm thì tôi sẽ cung cấp tài liệu chúng ta nghiên cứu thêm. Cái bài là tổng quan bệnh động mà động và bệnh học siêu vữa động mạch trong và ngoài sọ. Chúng ta thấy là có về mặt giải phẫu thì có hai vị trí như vậy. Thì về mặt đại cương thì chúng ta biết là đột quỵ thì là cái thuật ngữ mà gọi là khi bệnh lý của mạch máu não xảy ra một cách đột ngột, biểu hiện các tổn thương của nó là thiếu hụt thần kinh khu trú. Còn cái bệnh lý mạch máu não thì khi chúng ta nói chung thì nó thường là không có mang tính chất đột ngột, nên là không gọi là đột quỵ. Và về để mà chẩn đoán điều trị tốt cho bệnh lý mạch máu não thì người ta phải hiểu được nguyên nhân và cơ chế của đột quỵ, và trong đó thì vai trò của sơ vữa động mạch trong và ngoài sọ cũng rất là quan trọng. Cơ chế của đột quỵ thì chúng ta biết là có ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cơ chế tắc mạch do phục huyết khối tại chỗ, gọi là thrombus thrombi. Cơ chế thứ hai là cơ chế huyết khối do di chuyển embolism từ một cái nơi khác, từ tim bắn lên, từ động mạch lớn di chuyển ra động mạch nhỏ. Và cơ chế thứ ba là cơ chế giảm tưới máu. Cơ chế này hay gặp trong hồi sức. Và chúng ta thấy là do giảm tưới máu toàn thân có thể gây ra tình trạng và đột quỵ não. Về các yếu tố nguy cơ của sơ vữa mạch máu trong và ngoài sọ thì chúng ta về mặt kinh điển nó cũng khá là giống với các yếu tố nguy cơ của bệnh lý mạch máu não, bệnh lý mạch máu lớn nói chung. Đó là về các yếu tố có thể không thay đổi, ví dụ tuổi và giới chúng ta không thay đổi được. Nhưng yếu tố về liên quan đến di truyền chúng ta không thay đổi được. Và còn một số yếu tố khác như là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh đái tháo đường, bệnh thận mạng và một số các bệnh lý liên quan đến dấu ấn viêm cũng như là liên quan lối sống của từng cá nhân. Đây là những cái yếu tố mà chúng tôi sẽ lướt qua vì nó cũng không nằm trong mục tiêu chính. Ví dụ như là yếu tố nguy cơ về tuổi và giới, nhưng ta thấy là tuổi càng cao thì nguy cơ sơ vữa mạch trong ngoài sọ càng lớn. Người ta một cái nghiên cứu của tác giả trên thế giới thấy rằng là cứ 10 năm trôi qua tăng cái tuổi thọ lên thì nguy cơ sơ vữa mạch cao gấp đôi so với những năm phía trước. Và ở giới nam thì bệnh lý và sơ vữa mạch cao hơn so với nữ. Về tiền sử gia đình thì trong gia đình càng có nhiều người cùng trước thế hệ, sau thế hệ, cùng thế hệ bị thì nguy cơ đột quỵ càng cao, và đặc biệt là cái tuổi càng sớm thì nguy cơ của những người khác trong gia đình cũng càng cao. Về rối loạn lipid máu thì chúng ta thấy cũng không hẳn là chỉ là mỗi cái LDL cholesterol như chúng ta vẫn thường để ý, và nó còn có tất cả loại thành phần của lipid máu khác như là cholesterol toàn phần, HDL, triglycerides, vân vân, nó đều đóng góp vào rối loạn lipid máu và đóng góp vào sơ vữa mạch. Về chế độ ăn thì chúng ta cũng có thể nhắc lại một chút là hút thuốc lá, lạm dụng rượu, lối sống tĩnh tại hay là chế độ ăn nhiều đường bột, nhiều tinh bột và ít rau xanh, nhiều thịt, vân vân. Về cơ chế hình thành và phát triển của bảng sơ vữa thì chúng ta cũng có thể nhìn những cái hình ảnh như này. Và theo các giai đoạn trong cuộc đời thì thứ nhất là cái hình thành của cái khối tại chỗ, thứ hai là sơ vữa mạch máu. Cái sơ vữa mạch máu thì là nhóm bệnh lý hình thành, bệnh lý thành mạch hay gặp nhất. Nó gây nên bởi sự tăng sinh mô sợi, mô cơ ở lớp dưới nội mạc mạch máu cùng với lắng động các chất béo tạo thành cái màng gây xâm lấn vào lòng mạch, và sau đó là sự kết tập các tiểu cầu và các vị trí mà màng sơ vữa mạch bị tổn thương tạo thành các đám có vai trò như những nhân để lắng động fibrin, thrombin và tạo cục máu đông. Và
Mảng sơ vữa động mạch thì gây tổn thương chủ yếu tại động mạch lớn ở ngoài và trong sọ. Về bệnh lý động mạch còn có bệnh lý của động mạch nhỏ họ thì chủ yếu là nó do thoái hóa kính ở thành mạch các mạch xiên, giống như tăng huyết áp hay do đái tháo đường. Và tuy nhiên ở những bệnh lý mạch máu nhỏ này cũng có một phần đóng góp của sơ vữa mạch trong và ngoài sọ, dẫn đến tổn thương mạch máu nhỏ và nó gây tắc cho vị trí lỗ mở hở của các nhánh xiên tách ra ngoài. Và ở đây chúng ta có thể nhìn trên cái hình này thì đây hình A tức là màng sơ vữa mới hình thành, hình B đây là cái màng sơ bầu và bị bong ra và di chuyển trên nền sơ vữa có sẵn. Hình C là cục huyết khối hình thành trên nền màng sơ vữa gây đứt tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong. Và hình D là nhồi máu não do tác động mạch cảnh trong đoạn trong sọ do cục huyết khối di chuyển từ màng sơ vữa từ ngoài sọ đi vào. Đó. Và đây thì hình này chúng ta nhìn thấy một cái cục huyết khối khi mà giải phẫu tử thi, chúng ta nhìn thấy cục huyết khối đã tách ra và di chuyển lên gây tử vong chỗ nhận. Và cơ chế gây bệnh lý thành mạch thì ngoài cái cơ chế do sơ vữa ra thì có một số thành mạch máu khác và chúng cũng nằm trong cái bài mục tiêu của chúng ta hôm nay, tôi chỉ nói qua. Về vị trí tổn thương của bệnh lý mạch máu não thì có hai khu vực, tức là khu vực thứ nhất là tuần hoàn não trước, khu vực thứ hai là tuần hoàn não sau. Thì về tuần hoàn não trước thì hệ động mạch cảnh thì màng sơ vữa động mạch cảnh thường gặp nhất tại vị trí chia đôi động mạch cảnh trung. Ở cái vị trí chia đôi động mạch cảnh trung là động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài hay gặp nhất. Và vị trí tiếp theo là đoạn si phông của động mạch cảnh trong. Các vị trí trên yên của động mạch cảnh trong, chỗ chia đôi của động mạch não trước, não giữa, não trước thì ít gặp hơn. Về màng sơ vữa hay gặp ở cái đoạn gốc của động mạch đốt sống và động mạch giữa đòn. Đoạn mạch gần động mạch đốt sống, cái động mạch tuần hoàn thân nền. Đoạn xa trong đó, trong sọ của động mạch đốt sống, động mạch thân nền và chỗ của động mạch não sau là cái khu vực của tuần hoàn não sau. Đây xin lỗi là khu vực tuần hoàn não sau. Về ở các vị trí xa hơn, các vị trí của những nhánh xuyên sọ thì chủ yếu là các thoái hóa kính thành mạch do phì đại lớp áo giữa và thường là do nguyên nhân thứ phát do tăng huyết áp. Và chúng ta thấy hai là chảy máu động mạch Charcot. Đây. Và bên cạnh đó thì có cái màng sơ vữa động mạch mạch đơn nuôi giữa mạch mẹ tới mạch lớn hơn và hoặc có vi sơ vữa từ lỗ mở của cái động mạch nhánh gây lớp tắc động mạch xuyên. Thì đây là cái vai trò của sơ vữa. Đây cái hình này thì nhìn chúng ta nó thấy nó rõ hơn, tức là có ba cái hình ABC, trong đó cái hình A là màng sơ vữa từ nhánh mẹ gây ra tắc lỗ mở. Đây ạ. Cái hình cắt ngang và hình cắt dọc. Hình B là màng sơ vữa tại chỗ gây hẹp tắc mạch nhánh do lan vào bên trong. Ở đây. Và hình C là màng vi vữa gây lớp tắc lỗ mở nhỏ của một nhánh động mạch nhỏ. Và cơ chế gây tắc mạch liên quan đến màng sơ vữa thì cơ chế khá là phức tạp. Và chúng ta cũng phải nhắc lại thì thấy các mạch chủ yếu là bắt đầu từ sự hình thành của màng sơ vữa ở mạch máu ngoài sọ, ở động mạch não sọ lớn. Sau đó màng sơ vữa chứa thành phần hỗn hợp là lipid, mô cơ trơn, mô sợi, collagen cùng các tế bào đại thực bào hay tế bào viêm tham gia. Màng có thể tăng nhanh kích thước nếu xảy ra chảy máu bên trong màng, tức là khi mà đã có sơ vữa rồi mà chảy máu bên trong, chúng ta hình dung cũng giống như là cái bóc tách động mạch não lớn, động mạch chủ. Đấy, khi mà dòng máu đi vào và nó bóc tách ra nhanh, nó gây tăng kích thước. Và khi mà đạt đến kích thước tương đối lớn thì gây ảnh hưởng đến khẩu kính động mạch, cũng dẫn đến giảm cái tốc độ sơ vữa càng tăng hơn. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều cơ chế, tôi sẽ nói sau một chút. Giảm khẩu kính động mạch cũng do màng sơ vữa nó trôi bên trong, là mà dẫn tới cái thay đổi mặt sinh lý cơ học của dòng máu, tạo ra một dòng chảy cũng như là thay đổi cái tính học của dòng máu. Tiểu cầu thì thường kết dính vào các vị trí sơ vữa và các bề mặt không đều. Sự kết dính tiểu cầu cũng dẫn tới bài tiết ra các chất trung gian hóa học và
có nguồn gốc ở tiểu cầu cũng như lớp cũng như là lớp áo nội mô ở phía dưới. Và các trên hình ảnh này thì chúng ta sẽ tham gia vào rất nhiều các thành phần, và thì là huyết khối nó trồi vào lòng mạch như này, và với cái cơ chế của nó là một cái cơ chế rất là phức tạp. Trong đó chúng ta thấy tham gia các thành phần như ADP, epinephrine, nội sinh, collagen đều làm tăng tính kết dính của tiểu cầu. Các tiểu cầu là giải phóng ra ADP, acid arachidonic, enzyme cyclooxygenase hay là acid arachidonic để chuyển hóa thành prostaglandin endoperoxidase, sau đó chuyển thành cái thrombosan A2. Dưới tác dụng của thrombosan thì synthase 1 thì có hoạt tính co mạch và làm tăng kết dính tiểu cầu, và cùng với đó là tế bào nội mạch mạch máu cũng có thể tiết ra prostacyclin 1 làm giãn mạch và ức chế ngưng tập tiểu cầu. Cả hai loại chất vận mạch thì có vai trò quan trọng trong duy trì thăng bằng trong sự hình thành tiểu cầu fibrin. Và tiểu cầu bắt đầu cái dính với nhau và dính lớp nội mạc của mạch của cái mảng sơ vữa và cục máu đông trắng chứa tiểu cầu và fibrin đã hình thành. Và đây là cái hình ảnh trên kính hiển vi điện tử, chúng ta thấy hai khái niệm để học từ hồi Y3, đó là hình ảnh cục huyết khối trắng được tạo bởi tiểu cầu và fibrin, và hình ảnh cục huyết khối đỏ hot được tạo bởi hồng cầu và fibrin. Và các yếu tố mô thì có vai trò quan trọng trong hoạt hóa cái hệ thống đông máu, được bài tiết vào dòng thác đông máu và được kích hoạt cho sự tiếp, và cái sự tiếp xúc này tạo thành cục huyết khối đỏ chứa thành phần chủ yếu là hồng cầu và fibrin trong lòng mạch. Và khi người ta giải phẫu tử thi ra ấy, thì người ta thấy rằng khi hút cục máu đông như là bác sĩ Cương trong trường hợp mà lấy huyết khối nội mạch hút ra, thì người ta nghiên cứu thấy rằng là cái huyết khối trong động mạch não thường là có quả gốc bao gồm cả huyết khối trắng và huyết khối đỏ. Và các mảng sơ vữa và hẹp mạch đã gây ra nhồi máu não và nó nhiều cách khác nhau, và chúng ta có thể liệt kê những cách sau đây. Đó là do sự dày dần lên của nội mạc dẫn đến hẹp mạch, động học dòng máu tạo thuận lợi hình thành của huyết khối tại chỗ, dễ bong ra và dễ di chuyển gây tắc mạch vùng xa. Các yếu tố liên quan tới vật lý có vai trò quan trọng. Dòng máu tại chỗ chia đôi của các động mạch thì rất phức tạp. Chúng ta thấy một ngã ba sông rất phức tạp. Cả những người đã có hẹp lẫn người không có hẹp. Thì dòng chảy xoáy, rồi chia tách dòng, để chống dòng, đó là những cơ chế trong vật lý thường cũng gây ra tùy theo từng vị trí của động mạch. Đó là khác nhau. Khi động mạch bị hẹp, tốc độ dòng chảy tăng thì ở trung tâm và sự tách dòng chảy cũng rõ rệt. Và dòng chảy chậm lại một vài vị trí của động mạch, đặc biệt là lớp sát bên ngoài lòng mạch. Khi lòng mạch bị lấp tắc bán phần hoàn toàn thì cả tốc độ dẫn lưu lẫn lưu lượng dòng máu đều giảm, và tưới máu thuận chiều trở nên ít hiệu quả, và hậu quả là giảm tưới máu, giảm áp lực thành mạch và giảm cái làm đẩy trôi các cục thuế tắc di chuyển, đặc biệt ở cái vùng giáp danh ở đoạn tận của động mạch, và giảm tưới máu và huyết khối di chuyển. Đây là hai thành phần tác động qua lại và tạo điều kiện cho nhồi máu nó hình thành. Ngoài ra nó còn thêm cả cái chảy máu trong mảng sơ vữa nữa. Và khi mà bị tắc thì nó sẽ dẫn đến cái triệu chứng của mảng sơ vữa. Cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng là các nhà lâm sàng cũng đều hiểu rằng có các thực thể khác nhau của đột quỵ. Thì tôi cũng xin nói qua ở đây, đó là các cơn tai biến mạch não thoáng qua thì thường nó gây ra bởi giảm lưu lượng mạch máu hoặc là huyết khối di chuyển trong trường hợp mà giảm tưới máu do tuần hoàn bằng hệ không phù hợp. Các cơn thường ngắn và lặp lại và có tính chất định hình. Các cơn này là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ tương ứng với vùng cấp máu động mạch cảnh trong. Các cơn TIA do huyết khối di chuyển thì thường đơn độc và kéo dài hơn. Triệu chứng thường tương ứng với nhánh động mạch bị tổn thương. Trong hầu hết các trường hợp thì nhồi máu di chuyển liên quan tới hẹp mạch cảnh gây ra triệu chứng của động mạch não giữa. Và biểu hiện mù thoáng qua cũng là triệu chứng hay gặp do huyết khối di chuyển tới động mạch trung tâm của võng mạch. Tắc động mạch cảnh hoàn toàn khi động mạch cảnh trong bị lấp hoàn toàn và cơ chế giảm tưới máu hoặc là di chuyển đều có thể gây triệu chứng phụ thuộc vào tuần hoàn bằng hệ ở đa giác Willis cũng như là ở ổ mắt. Nguy cơ cao nhất của TIA hoặc đột quỵ xảy ra sớm trong thời gian xuất hiện
tắc nghẽn nguy cơ giảm dần sau nhiều sau năm đầu tiên. Và thay đổi hoạt tính của thành mạch, đây là đặc tính thay đổi trong chức năng động học mạch máu và đóng vai trò quan trọng để giải thích cho các triệu chứng của bệnh nhân hẹp động mạch cảnh. Và triệu chứng thường rõ rệt và nặng ở những người có trữ lượng máu não thấp và suy giảm so với người bình thường. Đây là những người mà, và chúng ta cũng thấy là về mặt lâm sàng, những người già khi mà bị giảm tưới máu do từ tụt huyết áp kéo dài thì cái nguy cơ của nhân bị đột quỵ, cái thiếu máu não do trong cơ chế này rất là rõ ràng. Và các biểu hiện lâm sàng thường tương ứng của động mạch cảnh ngoài sọ, như là chúng ta cũng có thể nghe được là tiếng thổi động mạch cảnh và nhồi máu não. Hẹp động mạch cảnh cũng có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn gây ra triệu chứng. Và tiếng thổi động mạch cảnh thì thường nghe thấy ở chỗ bắt đầu của động mạch cảnh, trong khi hẹp từ 70% trở lên, và hoặc là đường kính chỗ hẹp còn lại dưới 1,5 mm. Tiếng thổi cục bộ thường gợi ý hẹp động mạch cảnh trong. Tiếng thổi với âm sắc cao gợi ý tốc độ dòng chảy lớn qua chỗ hẹp, và độ dài của tiếng thổi càng mạnh, mức độ hẹp càng nhiều. Và đây là một số cái thực thể khác mà chúng tôi cũng không nhắc lại: thực thể nhồi máu não, thực thể nhồi máu võng mạc, nhồi máu bán cầu và bán cầu não. Và sơ vữa động mạch cảnh trong sọ cũng là nguyên nhân quan trọng hay gặp của những người quần thể gốc người châu Á. Trong các nghiên cứu của Mỹ thì ở Mỹ thì sơ vữa động mạch nội sọ trong các nghiên cứu là 8-10% trường hợp đột quỵ não. Còn những người quần thể người châu Mỹ, người châu Á thì con số này cao hơn, là 30-50%. Và các yếu tố nguy cơ của hẹp động mạch trong sọ cũng tương tự với nhóm sơ vữa nói chung, bao gồm như chúng ta đã nhắc ở trên, như tuổi, tăng huyết áp, rối loạn lipid, huyết áp cao và đái tháo đường. Và hẹp tuần hoàn nói trước chúng ta đã nói, và đây nó đi sâu vào một số các triệu chứng và chúng tôi xin cũng không có nhiều thời gian, chúng tôi xin đi qua cái nhóm là hẹp động mạch sơ vữa động mạch và hẹp gây ra rối loạn cung cấp máu ở tuần hoàn não sau. Thì đối với tuần hoàn não sau, đây là một thực thể rất là phức tạp, mà trong nhiều trường hợp ở cấp cứu khi vào chúng tôi cũng rất là kinh hoàng vì việc chẩn đoán của nó rất là khó khăn. Thì triệu chứng của nhồi máu động mạch não sau do hẹp động mạch đuôi sống thân nền trong sọ thì rất là đa dạng, đó là chóng mặt, nôn, buồn nôn, khi cũng yếu một chi một bên hoặc cả hai bên, và có biểu hiện thất điều dáng đi, nói khó, nhìn đôi, rung giật nhãn cầu, rối loạn ý thức, bán manh hoặc là mù vỏ não. Các vị trí tổn thương thì đa dạng, thì cũng tương đương với triệu chứng như thế thì các vị trí tổn thương cũng khá là đa dạng. Cơ chế di chuyển từ động mạch sang động mạch của huyết khối động mạch đốt sống có thể gây ra tai biến mạch não thoáng qua hoặc nhồi máu não, cấp máu ở vùng thân nền hoặc nhánh nhóm của nó, các nhánh của nó. Các sơ vữa động mạch thân nền thường gây ra nhồi máu não cầu não do tắc lỗ mở nhánh bên, và triệu chứng ưu thế thường là vận động và vận nhãn. Ít gặp hơn là một số trường hợp nhồi máu não ở bụng, phần bụng của cầu não do huyết khối di chuyển vào động mạch thân nền, nó có thể gây ra hội chứng khóa trong. Tiếp là nhồi máu não hai bên mái của cầu não thì gây ra suy giảm ý thức và hôn mê, tắc phần đỉnh của thân nền, hội chứng đỉnh thân nền, gây nên nhồi máu trong não, đồi thị, thái dương và chầm hai bên cấp máu bởi động mạch não sau. Và triệu chứng thường là giảm tỉnh táo, rối loạn hành vi, trí nhớ, vận nhãn và đồng tử. Đây tôi nói là những triệu chứng mà có lẽ là trong cái bối cảnh của khoa cấp cứu rất là bận rộn, và nó cũng làm du ngủ rất chúng ta bởi nhiều cái vấn đề khác. Cho nên là đối với khi mà chúng ta biết được những cái vấn đề nó phức tạp của cái đột quỵ não ở tuần hoàn não sau như này thì chúng ta phải lưu ý hơn rất nhiều, vì nó không hề dễ một chút nào đối với bác sĩ cấp cứu. Và hầu hết các ổ nhồi máu động mạch não sau thì thường xuất hiện do cơ chế huyết khối di chuyển từ đoạn động mạch ở gần hơn. Và triệu chứng thường gặp như chúng ta đã nói ở trên: mù vỏ não, bán manh, mất chú ý thị giác. Rồi nhồi máu do sơ vữa tại chỗ của động mạch não sau thì ít gặp hơn, nhưng có thể gây nhồi máu trung não do tắc lỗ mở của nhánh bên trên. Và tóm lại cái bài báo cáo hôm nay ở đây, chúng ta trong vòng 20 phút thì tôi cũng xin được điểm qua như vậy. Và đây là những cái phần quan trọng, rất quan trọng, đó là vấn đề về sơ vữa động mạch
Đây là vấn đề và khá là thời sự, nó cũng thể gặp trong nhiều nhóm mạch máu khác, nhưng trong nhóm đột quỵ chúng ta hiểu hơn một chút về cơ chế, về những cái biểu hiện và những phần liên quan đến các bệnh lý về đột quỵ từ mạch nhà máu lớn trong ngoài sọ, hay thậm chí ở những nhánh xiên nhỏ hơn cũng có thể có liên quan đến sơ vữa, vấn đề sơ vữa động mạch trong và ngoài sọ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.